Rồi, chào anh em trên cộng đồng mạng nha. Hôm nay bên tệ mình lắp đặt một con Uzi để dành bán cho mấy anh em mà đi mua hải sản tươi sống á. Chạy đường tạo Uzi cho nó hải sản nó sống. Đây, một cái đầu super chát. Ở đây gọi là super chát á. Còn dùng miền khác anh em gọi gì thì mình không gành ha. Su. Đây. Máy này mấy hàng 7 anh em ơi. 132 Suzuki. Anh em gần xa có nhu cầu xài cái này để với vỏ hoặc kim xe để vận chuyển hải sản thì liên hệ mình nha. Giá cả thì cũng phù hợp túi tiền cho anh em. Đây là vàng này là bằng inox luôn nha anh em ơi. Chát. Đây. 27. Mà tiện cắt kẻ vào nóc nha anh em. Tại dùng mình dùng 5 căn Cà Mau là dùng nước mặn nên ba cái gì là cũng mặn nóc hết chứ. Còn anh em dùng mấy cái tỉnh trên nước ngọt thì làm sắt cũng được. Nóc thì xài lâu hơn. Máy này bộ công suất nó 4 HP nha anh em. Dòng tua 2000. Máy Nhật. Máy này Mitsubishi. Bình xăng này bằng ngũ nè. Chụp giật này bằng ngũ nè. Mẹ bằng sắt. Anh em gần xa, anh em nào xài vận chuyển hàng hải sản á, liên hệ mình. Này cũng công nghệ UHV. Máy này máy đời mới. Chạy này ít ăn xăng lắm nè. Tại vì hơi này là mình chạy này nó dư lắm, làm hai ống. Một ống này là vô cái thùng mình đựng hải sản, còn ống này thì mình lập cái quan mình xả hơi bỏ. Nè. Đây. Nè, mấy anh em mà ở vùng Nam Cà Mau là chuyên mua cái này về là bỏ theo cái vỏ đi cân tôm á. Nghe chạy ba tôm đất sống, ghẹ sống rồi đó. Tạo oxy. Máy này gọi là tạo oxy. Này anh em nào mua hải sản tươi sống là mua cái này về tạo oxy là ngay bài nè. Còn một số anh em thì người ta mua cái này về người ta để trong cái chạy giống á, cục này nè. Ta chạy ương tôm giống á, người ta chạy tạo oxy. Với cua dèo cua rồi nè con á, ta cũng tạo này nè.